ngày 23 tháng 11, tức ngày 11 tháng 10 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và môn đồ đệ tử Tổ đình Bửu Phước trang nghiêm tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện An, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự cùng Chư Tôn Đức Hội đồng trị sự Văn phòng 2 Trung ương quang lâm chứng minh buổi lễ. Nơi giác linh đường, đối trước tôn tượng cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện An, Chư Tôn giáo phẩm thành kính dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch, mặc niệm tri ân công đức của Ngài đối với đạo Pháp và dân tộc. Đại chúng tụng thời kinh Bát Nhã cúng dường và nhất tâm cầu nguyện giác linh trưởng lão Hòa Thượng cao đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh. Tại đây, thay mặt Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự cung tuyên tiểu sử cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện An. Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, thay mặt môn đồ đệ tử phát biểu cảm tạ, tri ân vị vị Hòa Thượng lãnh đạo giáo hội và chư tôn đức tăng ni quang lâm thắp hương tưởng niệm và cầu nguyện đến giác linh ân sư giúp cho tứ chúng đệ tử được làm tròn hiếu đạo. Dịp này, Hòa Thượng Chủ tịch nhận định về công đức cao dày của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện An, bậc Đồng Lâm Thạch Trụ của Phật giáo Sông Bé Bình Dương. Sanh thời, Ngài đã sống trọn vẹn trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc, luôn nêu cao sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh, đào tạo tăng tài phụng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay, tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện An đã thể hiện đúng tinh thần tri ân và báo ân, môn đồ đệ tử phải giữ vững lời phát nguyện, sống đời tu sĩ có lý tưởng giải thoát, đồng thời cống hiến hết mình cho đất nước và sự phát triển bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Đạo Từ. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện An, thể danh Trần Văn Mạnh, bí danh Trần Tấn Thinh, tên trong kháng chiến, sinh năm Mậu Ngọ, năm 1918, tại làng Phước Vĩnh, nay thuộc thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Năm 14 tuổi, Ngài xuất gia với Hòa Thượng Từ Chí, được ban cho pháp hiệu Thiện An. Năm 20 tuổi, Ngài thọ cụ túc giới tại Trường Hương, Trường Kỳ Đại Giới Đàn, Tổ Đình Long Thiền, tỉnh Biên Hòa. Năm 1955, Ngài đến cầu pháp với Hòa Thượng Thích Huệ Thành, trụ trì Tổ Đình Long Thiền và được đặt pháp hiệu Nhật Phước thuộc đời thứ 41 dòng Lâm Tế Gia Phổ. Sinh thời, Hòa Thượng đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của tổ chức giáo hội Lục Hòa Tăng và Lục Hòa Phật Tử, tích cực tham gia công tác Phật sự đào tạo tăng tài như giảng dạy và thuyết pháp tại các trường kỳ, trường hương và mở lớp dạy giáo lý Phật Pháp, thực hiện nhiều công tác từ thiện an sinh xã hội. Với đức độ và sự uyên thâm Phật Pháp, tinh tấn tu học, nghiêm trì giới luật, Ngài được cung thỉnh vào hàng Tam Sư, Yết Ma A Xà Lê, Hòa Thượng Đàn Đồ tại Đại Giới Đàn Tổ Đình Long Thiền năm 1982, chứng minh Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé và sau đó được cung thỉnh tiếp tục chứng minh Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương. Với công đức cống hiến vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc qua nhiều giai đoạn, Hòa Thượng được Đảng, Nhà nước Việt Nam vinh danh tặng thưởng hai huân chương kháng chiến, công nhận gia đình người có công với cách mạng và nhiều tặng thưởng danh dự cao quý khác, cũng như nhiều bằng tuyên dương công đức từ các cấp giáo hội. Vào lúc 16 giờ ngày 11 tháng 10 năm Mậu Dần năm 1998, Hòa Thượng dặn bảo đồ chúng mọi việc, rồi mặc nhiên xả báo an tường thâu thần viên tịch trở về cảnh giới Niết Bàn vô tung bất diệt, trụ thế 80 năm, hạ lạp 60 năm.